tôi mới thấy, tại là tôi biết trò chơi nít chơi. Đây là cái nguồn bồn bồn đang chỗ bông rất là nhiều. Bồn bồn chỗ bông là những cái bồn bồn mà nó già, ta không thu hoạch rất là nhiều. Nên giờ mình đi đến mình vào cái khu bồn bồn để mình xem nó như thế nào. Đây là cái bồn bồn rất là nhiều, rất nhiều ha. Giống như cây chả của mình, cây nem của mình, nem thịt mình là giống vậy, thành cây que nó lên bông thành hình que, mình dốc ra rất là ngộ, rất là ngộ nghĩnh, chỗ rất nhiều. Rất đẹp. Đây. Cận vô. Có mình loại. Đây là cái gốc này, cái gốc mùng một. Khi mà nó đã già rồi, nó cao, nó tròn lên. Như cây lúa thì nó tròn, mình là nó chỗ lên mình cái bông. Là nhiều. Mỗi chỗ rất gộ mà. Chỗ gộ cũng giống như lúa. Đất mập mồ cho nên nó hơi rung. Đây là toàn cảnh cái quận bồn bồn nha các bạn. Bồn bồn với cái cây sen, lấy ngó lấy củ là hai cái cây mà ở miền Tây, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mình rất là nhiều, bà con trồng thu hoạch hàng ngày để kiếm thêm cái thu nhập rất là đáng kể. Cái bồn bồn thì các bạn biết rồi, thì bồn bồn thì cái thân dùng để ăn, mình xào làm dưa rất là ngon, nhưng mà mình thu hoạch không kịp, để nó già thì nó chỗ bông, nó chỗ lên những cái bông như thế này. Đất của anh chị sao nó làm cái nông trường tôm lúa không, thì nó bao nhiêu ngàn công. Cái này khi mà nó già nó khô là nó ra bông hả anh? Ừ, nó già. À, không có cái loại đực á, đực nó có bông. Cái bồn đực á, vậy là mấy cây này cây đực nó cũng già, nhưng mà có một cái là nó có cây nó không có bông, nó chết luôn. Cái này ở trong nó có sớ sớ nó bay cho mình nhỏ chơi, bay như bông gòn vậy ha, sướng. Rồi đoàn đêm nó đốt này, đốt lâu luôn kìa, đốt như cây nhang vậy đó. Vậy đó hả? Ừ, như khoai khô rồi đốt thử, rồi đốt như cái nhang cháy được đều như cái nhang.
Hồi nhỏ anh chơi cái này nhiều không? Nhiều. Lỡ mình chơi cái này sao? Mình chơi mấy trò lắm. Cái này nè. Thì đó, ông bây giờ ông bẻ thử ca cộng coi, bẻ gì phơi khô đi mà ông để mấy cây già già trong đó kìa. Đúng. Có như ai đồng la mình đâu? Ừ, đúng như cây nhang vậy hả? Ừ. Đốt thử cộng chơi như cây nhang. Cháy gì từ từ. Rồi nó khô mình bẻ ra là nó bay. Ừ, ông mấy mình nắm mấy từng bẻ manh manh múng múng giải cho cái bàn cắm bay xuống thôi. Bên trong rất là nhiều bông. Bay ra như bông gòn, nó khô nó bay ra như bông gòn. Bay rồi. Bay. Tơi ra bông, tơi như bông gòn. Ừ. Không có gió, có gió nó bay ta nhóc luôn. Quá. Hồi nhỏ chơi vậy hả? À, gió cái đâu mà thả nó bay coi xuống. Hồi nhỏ là chuyên môn này đâu có gì đâu chơi hả? Chơi, nhỏ là chơi này không. Để tôi mới thấy tại tôi biết trò chơi nít chơi. Ha ha ha.